Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các bạn học sinh, em tên là Hà Thủy Dương, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Chí Minh 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người sinh ra từ chân lý, người là kết tinh và tỏa sáng những gì ưu tú nhất, tốt đẹp nhất. Trí tuệ và đạo đức của người mãi mãi là tấm gương sáng. Phẩm chất và đạo đức của người mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho dân tộc Việt Nam noi theo. Câu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp bạn cảm nhận hơn về vị cha già kính yêu, giúp bạn trân trọng hơn từng phút giây để được sống làm theo lời Bác. Câu chuyện ba chiếc ba lô. Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác đều có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt nên hai đồng chí còn định xách hộ ba lô cho Bác. Nhưng Bác bảo đi đường rừng, leo núi, ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người ấy chẳng mệt. Cứ chia ra, mỗi người mang một ít. Sau khi đồ vật đã đều chia đều ra ba ba lô, Bác còn hỏi thêm: các chú đã chia đều rồi chứ? Hai đồng chí trả lời: thưa Bác, rồi ạ. Ba người lên đường, đi được một quãng, mọi người dừng chân. Bác sang chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên. Tại sao ba lô của chú lặng mà ba lô của Bác lại nhẹ? Bác mở cả ba chiếc ba lô ra thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất chỉ có chăn màn. Bác không đồng ý, chỉ có lao động thì mới đem lại sự hạnh phúc cho mọi người. Nghe Bác nói xong, hai đồng chí sang đều đồ vật ra cho ba ba lô cho bằng nhau. Kính thưa Ban giám khảo, thưa toàn thể các bạn yêu quý, lúc nào cũng vậy, Bác Hồ của chúng ta không muốn làm quan, chỉ muốn làm đầy tớ của nhân dân. Bác Hồ chỉ muốn được bình đẳng như mọi người xung quanh. Chỉ vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh như đã quên đi những gì thuộc về bản thân mình. Bác đã nêu một tấm gương sáng ngời, không chỉ cho nhân dân ta, cho nhân loại, cho hôm nay, sau này và mãi mãi. Nên chúng ta phải biết san sẻ, yêu thương cho nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhớ người